Và hôm nay Kechi sẽ đưa các bạn đi chợ Bến Thành, từ bến chợ Bến Thành quận 1 qua chợ Bình Tây là chợ lớn quận 5. Bún thịt nướng vỉa hè, thịt nướng à, thơm phức luôn. Chuối nếp nướng nước cốt dừa nha, ngon lắm. Của bé này bán nè, nhỏ xíu xíu mà đi bán rồi đó. Ôi, nguyên cái đùi vịt luôn. Trời, cái da nó giòn lắm bạn ơi, nó béo. Thơm lắm. Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Story. Sáng hôm nay mình quay chia sẻ các bạn ăn sáng ở khách sạn mình đang ở, khách sạn A&M ở ngay quận 1 luôn. Mình có chia sẻ hôm qua là cái video mình review ở trong khách sạn như thế nào, mình có chia sẻ đó. Thì hôm nay mình quay ăn sáng nhìn như thế nào. Thì khách sạn này mình nói chung lại là người ta, cái cách người ta trang trí nhìn thấy cũng dễ thương, sạch sẽ. Thì có điều mình cảm giác nó ngọt là bởi vì cái phòng nhỏ và cái hành lang cũng hơi nhỏ đó các bạn. Sáng sớm thì mình uống, trước hết là uống tí xíu một muỗng cà phê cho nó tỉnh táo. Sau đó mình uống cái gói detox rồi mình mới đi lại mình quay chia sẻ các bạn cái không gian ăn sáng ở đây nha. Ăn uống quá chừng như Kechi mà không uống detox là mập lắm nha các bạn. Là phải nói là phì nhiêu luôn á. Phải detox các bạn ơi. Để một lát có thời gian mình chia sẻ các bạn sự khác biệt giữa detox và thuốc sổ nó khác nhau như thế nào nha. Khi mà các bạn uống những cái thuốc giảm cân á, như trà giảm cân, thuốc giảm cân, thì các bạn phải xem kỹ những cái thành phần ở trong đây, và quan trọng là nó là thuốc sổ hay là detox, hai cái đó nó khác biệt nha các bạn. Mỗi lần uống detox các bạn nhớ nha, phải uống cho thiệt là nhiều nước. Tại vì ở trong đây là mấy cái hạt, nó cần nước để nó hòa quyện, nó gọi là nó dissolve ra các bạn. Mà bây giờ mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem ở trong đây người ta có gì nha. Đây là không gian tầng 5 của khách sạn, nhà hàng rất là vắng nha các bạn. Thì khách sạn này mình thấy người ta vắng lắm. Ở dưới lúc mình lo bìa, mình ở dưới mình thấy hồi tối hôm qua mình đi làm tóc về mình thấy không có ai, cũng hơi sợ. Mình thích khách sạn thì nó cũng phải có người, chứ hồi tối hôm qua không thấy ai, không thấy người lễ tân luôn. Thì đây là có bánh croissant nè, rồi bánh mì, trái cây, dưa hấu, nho, salad, nem nướng, chảo tôm, xúc xích, bacon, cuốn chả lụa. Em ơi, hôm nay món nước là món gì vậy em? Hủ tiếu bò viên chị. Hủ tiếu bò viên. Kê chị một tô. Cảm ơn. Trong khi chờ đợi người ta làm hủ tiếu thì mình quay mình chia sẻ các bạn. Đó, bánh cuốn nè các bạn. Ăn sáng là từ 6 giờ tới 10 giờ nha. Xôi, cơm tấm, nuôi. Cái món này là món gì mình không thấy tên. Bò hầm rượu vang, cơm chiên. Đây các bạn, hủ tiếu nhìn hấp dẫn chưa? Có tỏi phi nè, bò viên nè, có giá hẹ đó, đơn giản vậy nè. Mời các bạn nha. Ăn cũng ngon các bạn. Đây là lần đầu tiên mình ăn hủ tiếu bò viên. Cũng lâu lắm rồi mình ăn hủ tiếu bò viên ở Việt Nam. Không phải lần đầu tiên, mình lâu lắm rồi. Cái sợi hủ tiếu á, nó rất là nhuyễn và rất là khô. Có không giống như cái sợi bánh phở mà mình ăn Mỹ nha. Ở Mỹ thì chỉ có một loại bánh thôi, là ăn hủ tiếu với ăn phở đều cùng một loại đó. Bò viên giòn, nhưng mà bò viên đông lạnh, bò viên ngọt các bạn.
người ta nêm ngọt ngọt. Nhưng mà mình thấy thắc mắc làm sao đây vắng dữ vậy ta, trong khi những khách sạn khác mình đi đông lắm các bạn, đông thì đông luôn. Sài Gòn đang trời gió, hồi tối mình ngủ mà cái cửa sổ đập âm âm âm, ngủ không được luôn. Thì ăn sáng đây mình thấy cũng được đó các bạn, không phải xuất sắc nhưng mà được. Phục vụ đây thì mình thấy ân cần niềm nở, ví dụ như mình cần cái gì đi, mình gọi mình hỏi là người ta chỉ cho mình. Và nếu bạn hỏi mình có quay trở lại đây không thì có thể là tạm thời mình không quay lại, tại vì còn nhiều khách sạn ở ngoài kia lắm. Để mình cố gắng, mình khi mỗi lần về hay là mỗi lần mình đi đâu rồi mình quay về lại Sài Gòn á, tại vì khi thi phải đi nhiều thành phố các bạn, mình đi làm việc thì khi mình quay lại thì mình sẽ book một cái khách sạn khác nhau, nhưng mà lần sau mình sẽ tìm khách sạn 5 sao, tại vì hổm ra mình book khách sạn 4 sao phải không ạ. Bây giờ mình sẽ tìm khách sạn 5 sao mình review cho các bạn nha. Và bây giờ mình thử xôi luôn nha các bạn. Xôi nhìn ngon quá, khô quá. Khô và cứng. Mà sao không thấy người ta có muối mè hay là muối đậu phộng, không thấy. Nó hơi lạc, ngọt ngọt lạc lạc. Tại không có muối mè. Các bạn lưu ý nha, Thay Chi review khách sạn á, là Thay Chi không có commission hay là tiền hoa hồng hay là cái gì đâu nha. Các bạn để ý ha, mình không đưa cái link cho các bạn bấm vào để book khách sạn. Mình không cho bạn cái cú, nghĩa là mình không có liên quan gì nữa. Nhưng mà mình đi thì mình review cho các bạn thôi. Có bạn nghĩ là mình ăn hoa hồng cho nên mình cứ đi quay khách sạn đâu có đâu. Không có nha các bạn. Rồi những khách sạn mà Thay Chi quay rồi đó, có bạn thích, có bạn không thích, thì tùy theo trải nghiệm của mỗi người. Giống như hôm bữa có một bạn lên nói với mình là khách sạn Happy Life mà mình có review rồi á, tại vì bạn đó nghe lời mình cho nên vô book và đã thấy là cái khách sạn đó hết phòng rồi, cho nên chuyển bạn đó qua một cái phòng khác, qua một cái building khác hay là khách sạn khác á, và nó nhỏ hơn và nó không giống như những gì Thay Chi quay. Bạn đó không có hài lòng, bạn đó kêu mình lên quay và nói cho mọi người biết, nhưng mà vì nghe Thay Chi thì mình mới lại quay, mới lại đó ở. Thì các bạn lưu ý giùm cho Thay Chi, Thay Chi không kêu gọi ai phải book khách sạn nào. Mình chỉ quay review và bạn tham khảo, xem tham khảo rồi thích chỗ nào thì book. Thì hy vọng là các bạn hiểu là mình quay, mình chia sẻ thôi. Người quyết định là do các bạn nha. Mình cũng ngại tại vì mình quay xong rồi tự nhiên là bạn đó lại rồi người ta không có cho bạn đó ở cái khách sạn đó, mình chuyển qua chỗ khác, mình cũng hiểu được cái cảm giác đó. Giống như bạn đó nói là lừa đảo kiểu vậy đó. Trước khi bạn book đi, bạn gọi thẳng khách sạn là có phòng đó cho bạn hay không, hay là sẽ chuyển bạn qua một cái khách sạn khác. Giống như nhà hàng mình quay cũng vậy, bạn trước khi bạn tới, bạn có thể gọi hỏi người ta là còn đồ ăn đó hay không, hay là còn promotion đó hay không. Tại vì mình đi quay, mình chia sẻ thôi à. Sẵn đây mình tâm sự luôn. Ngày hôm nay là ngày tâm sự và chia sẻ. Có một bạn vô nói là sẽ không coi video của KT nữa, tại vì cái video KT quay hình như 2 năm trước đi ăn một cái nhà hàng mà bạn đó đi, bây giờ đi tới đó ăn quá dở hay là cái gì đó, vấn đề gì đó bạn không có nói. Thì cho mình đính chính nè, là mình quay cái video đó đã lâu rồi và lúc đó người ta làm ngon, còn bây giờ lâu rồi mình không tới, người ta làm như thế nào mình không biết. Bạn chỉ cần cho mình biết à, bạn tới cái nhà hàng đó và nó như thế nào thì mình có thể góp ý với lại chủ nhà hàng. Còn mình không phải là chủ, mình chỉ đi ăn, mình review thôi. Mình quay lâu rồi mình không có quay lại, mấy năm trời mình không quay lại rồi bạn ăn thì bạn không hài lòng, bạn cho mình biết, mình có thể gửi tin nhắn đó cho chủ. Còn bạn không nói cho mình biết thì mình cũng không biết giải quyết bằng cách nào. Với lại hơn nữa, theo mình thấy là như vậy, nếu mà bạn tới kênh của KT coi để mà giải trí đó, thì mình cảm ơn nhiều. Tại vì coi giống như là giải trí, mình đi đâu ăn gì rồi xem tham khảo thôi. Tại vì khẩu vị của mỗi người mỗi khác, có thể là khẩu vị của KT hợp với lại số đông, nhưng mà sẽ có một cái số không hài lòng những cái món ăn đó. Vậy thì xem tham khảo giúp KT thôi, nghĩa là xem cho vui thôi các bạn.
Rồi tham khảo có nên ăn nhà hàng đó không? Tại mình đi ăn mình review thôi. Nhưng mà mình review á, sự mà nói theo cái cảm nhận của mình, cái nào mà không ngon mình không thể nào mình nói ngon, cái này mình nói thiệt. Giống như khách sạn mà nó có cái điểm gì đó mà mình không thích thì mình không thể nào mình nói thích được hết. Mình đi review á, mà đồ ăn chỗ nào mà ok hay là ngon á, mình đều nói theo cái cảm nhận của mình. Cũng may là hôm bữa đi tour là vui vẻ. Ai cũng hài lòng á, mình thấy vui ghê. Để mình sắp xếp, hy vọng là tháng 12 mình có thể đưa tất cả các anh chị cô chú mà muốn đi tour với Katie tháng 12 á, thì có gì để mình thông báo ha. Có nhiều bạn sẽ thắc mắc là giữa detox và thuốc sổ như thế nào. Thuốc sổ rất là rẻ, như bạn uống những cái thuốc giảm cân, trà giảm cân là bạn đi rẹt rẹt đúng không? Mấy cái đó rẻ lắm, hình như ba mấy đô. Mình có thử luôn cho các bạn rồi, ba mấy đô một hộp, hai mấy đô một hộp cũng có. Uống vô là giống như Tào Tháo rượt mình vậy đó. Mình đi nhiều quá nó bị rác, kéo dài thời gian nó sẽ bị trĩ đúng không? Nhưng nếu như mà bạn uống detox là nó khác. Cái gói detox của chị sẽ là của Hàn Quốc, Katie bán nhưng mà công ty Hàn Quốc, thì trong đó là có hết tất cả những fiber, tức là những cái ingredient ở trong đó, nutrition trong đó, để giúp cho mình đẩy cái đường ruột, làm sạch đường ruột, lọc ra bớt, tẩy ra bớt. Cái đường ruột của mình sạch sẽ thì cái bụng nó nhỏ lại, nó gọn lại đó. Và nó không như là như bạn uống thuốc sổ, mà nó đi bình thường nhưng mà đi sạch sẽ. Đó lý do tại sao các bạn nói là khi thì ăn quá nhiều, một ngày mình ăn 4-5 cữ, tối hù mình vẫn còn ăn. Trời ơi, ăn gì đâu mà ăn quá trời. Nhưng mà nếu mà không có uống detox thì mình sẽ giống như là phì nhiêu, gọi là mập luôn đó các bạn. Hiện tại bây giờ là khi đi dẫn có tăng cân nha, mình tăng ít nhất là 5 pound này, ít nhất mình chưa đứng lên cái cân. Nhưng mình biết nếu mà mình muốn detox triệt để, mà Katie hay là một tháng mình detox triệt để là gì, mình sẵn đây mình giải thích luôn. Detox có bạn nói là nhịn ăn thì ốm, không có. Tại vì mình có chia sẻ các bạn cái video mà mình detox bằng cách mình uống nước ép á, thì mỗi ngày mình chỉ uống 1 pound mà thôi. Nhưng nếu mà detox bằng cái gói detox này thì ngày đầu tiên hôm bữa là mình xuống 2 mấy pound, tức là 1 ký. Rồi trong vòng 5 ngày hôm bữa là mình xuống là 6.6 pound, là 3 ký. Đó là trong vòng 5 ngày mà mình xuống đúng như là nhanh nhưng mà vẫn healthy. Tức là sao? Mình không có bị tụt huyết áp, tụt đường á. Tại vì cũng tùy cơ địa mỗi người. Tại sao trong cái gói này á, nó có đủ nutrition và fiber ở trong đó. Mình đã quay cái video đó rồi, bạn có thể xem cái video đó. Và ở dưới cái phần bình luận và dưới cái video đó, mình cũng có để tất cả những gì ở trong cái gói đó, tức là nutrition, người ta có cái gì ở trong đó cho các bạn. Có hạt gì, có fiber gì, có là trong đó, mình để hết cho các bạn. Mình đang cố gắng làm website sớm nhất có thể để cho bạn nào mà cần order online á, thì các bạn có thể bấm vào xem hết tất cả thông tin trên đó. Đó thì đó là sự khác biệt giữa detox và thuốc sổ nha các bạn. Katie nói rõ để bạn không lẫn lộn giữa thuốc sổ, trà giảm cân hay bất cứ gì đó. Tại vì Katie thử hết cho các bạn luôn. Mình uống trà giảm cân, mình uống thuốc sổ, mình uống đủ thứ hết á. Giống như mình trước khi mình bán cái gì mình hay tìm hiểu và mình phải thử trên người mình. Sau này mình sợ mình bị bệnh quá thì mình thử quá trời. Tại vì mình muốn đem mặt hàng về mình bán cho nên mình phải thử. Mình có feedback rất là nhiều chị em chia sẻ Katie là mừng quá. Katie ơi, mới uống có 2 ngày, có chị kia mới uống 2 ngày mà xuống 5 pound. Đó, thì có nhiều người người ta thích lắm, nhất là những bạn mà bị bón á, bị bón quanh năm mà lâu năm á, uống cái này vô mừng lắm. Đi sạch sẽ mà không có bị giống như là bị Tào Tháo rượt. Và các bạn ơi, bây giờ là Katie sẽ tạm thời chia tay các bạn, mình đi làm việc. Sau đó mình sẽ quay mình chia sẻ tiếp nha. Làm việc xong xuôi rồi, bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi tiệm gì ăn. Và trước hết là mình đi đổi tiền để coi mệnh giá tiền hôm nay là bao nhiêu nha các bạn. Mình sẽ đi đổi tiền ở cửa Bắc của chợ Bến Thành mà mình hay đổi á. Đó, từ khách sạn mình đi bộ ra các bạn thấy không? Ở trước mặt của các bạn là chợ Bến Thành á. Đang đi tự nhiên gặp chị này bán đậu phộng và bán chuối sáp, hấp, rồi khoai lang, rồi những gì khoai mì dừa, khoai mì nước dừa, đủ thứ hết.
Cậu chỉ nói sáng giờ chị mới gặp một mình cho nên là mình dừng lại mua ủng hộ với đậu phộng rồi. Dạ. Bao nhiêu vậy chị? 55 ngàn. Dạ, giữ luôn đi chị. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn nha. Dạ. Bây giờ em đi chợ mà em cầm cái này đùm đùm đầy đầy. Thôi kệ, không sao. Ăn liền tại chỗ chứ để nó nguội. Mời các bạn, xin lỗi nha. Bên mời. Lâu rồi mới ăn chuối sáp ngon ghê. Hôm nay đi quay có mình mà cũng hồi hộp lắm. Tại vì biết không, cầm cái điện thoại quay hồi hộp cũng chết luôn. Tội ông tay cũng từ. Ông hay vợ chồng người nước ngoài thấy cái chi ngồi chậm hở mới ăn nè, rồi say hai không cảm gì mà cái chi nha. Mình vừa ăn mình vừa nói chuyện để cho nó nhanh chứ ngồi đây mình hồi hộp lắm. Mình đang ngồi chầm hổm nè đó, mà chầm hổm đây nè mà quay cái điện thoại hồi hộp muốn chết luôn. Rồi trên đường đi tới cửa Bắc thì mình thấy có cô này bán nước mía cho nên mình ghé tạt vô mua ly nước mía, một ly là 20 ngàn. Ủa cái này là cam vắt phải không con? Nếu mà uống là có cam vắt nữa. Thơm quá à. Ở đây bán món gì mà thấy nướng thơm quá. Mời các bạn nước mía. Thơm quá à. Sát bên tiệm nước mía có một cái quán cơm. Cơm chả ía, có cá chiên, cá nục kho, sườn, đủ loại hết, nhìn hấp dẫn chưa? Một dĩa bao nhiêu vậy cô ơi? Dạ 40 ngàn. Một dĩa 40 ngàn. Mình nhớ lộn các bạn ơi, cửa Bắc là cái chỗ Kitty ở, còn cửa Tây mới là chỗ đổi tiền các bạn. Mới đây mà nhớ lộn thiệt tình luôn à. Và đây là đổi tiền Hà Tâm nha các bạn, ở đối diện với cửa Tây. Thì cái chỗ mà mình hay đổi là Mai Vân, nhưng mà người ta đóng cửa rồi. Đây, cửa Tây là ở đây ha. Mình đem đổi thử 200 để xem người ta đổi giá như thế nào. Và ở đây người ta bắt rất là gắt nha. Thí dụ như có góc nào mà nếp nhăn hay gì là người ta trừ tiền. Nhưng mà bên đây mình không biết trừ bao nhiêu. Thì mình đổi, người ta đổi mình 100 đô là 2.580. Mình đổi 200 đô cho nên là 5.160. Mình không nghe người ta nói trừ tiền gì hết. Đang đi bộ chú này kêu leo lên chú chở đi. Mình đi tìm bún thịt nướng ăn thì kêu chú kêu leo lên chú chở cho, xa lắm mà chú nói để chú chở cho, chú là chú chạy Uber không. Có cô bán bún thịt nướng ở đây nghe nói rất là ngon đó. Đó đây nè, bún thịt nướng vỉa hè ở đây là quận 1 nha các bạn. Thịt nướng à, thơm phức luôn. Ồ ngon không? Ôi thơm quá trời. Nướng than gì nó thơm thì thơm luôn các bạn ơi. Đôi lúc ăn cái vỉa hè vậy mà nó ngon các bạn. Ôi coi chả giò nè, nguyên cái mâm chả giò. Ôi ngon quá. Ôi. Có nước mắm củ kiệu phải không em? À ok. Mắm củ kiệu. Ở đây mấy giờ mình mở cửa vậy bé? 6 giờ sáng. Ủa vậy hả? 6 giờ sáng lần hả? Giờ này là 3-4 giờ chiều gì rồi. Ở đây mấy giờ đóng cửa à? Dạ 9 giờ tối thôi. Ồ vậy đó hả? Ôi ôi chả giò ngon quá à. Đây nè cái chén nước mắm củ kiệu nè. Số 1 đường Nguyễn Trung Trực. Đó là ngay chỗ này luôn. Rồi cảm ơn em gái. Cho chị ly trà đá nha. Đó có củ kiệu nè. Mình mua thêm củ kiệu được không? Dạ được. Rồi, cho thêm củ kiệu nha. Ờ cảm ơn em. Rồi mình thấy chú xe ôm chở mình thấy tội quá, thấy thương quá, nói chú con mời chú ăn. Mời chú ăn. Giờ mời chú là đưa mình đi ăn vòng vòng food tour ở đây luôn. Con mời chú ăn đi chú. Dạ. Cái này là mình ăn loại thịt nướng có chả giò. Rồi cảm ơn em. Rồi chú lấy thêm củ kiệu ăn nha chú. Không được, đây đủ rồi.
Rồi, tại vì người ta cho ít củ kiệu quá nên mình mua thêm. Chú ơi, lấy thêm củ kiệu ăn đi chú, nhiều lắm. Con mua một chén này lận nè, đó, chú. Rồi. Có củ kiệu là mừng à, thích ăn củ kiệu. Chú hết ăn thử miếng thịt nướng đi. Mời các bạn nha. Hôm nay không có cameraman, huy quay chung cho nên hơi gian nan chút xíu. Ăn bún thịt nướng không có gắp tay trái được các bạn. Giờ mình phải ăn bằng cái muỗng như thế này. Mời các bạn thông cảm kê chi nha. Thịt nướng con nướng thơm phức à. Trời, nướng bằng than á cho nên thơm. Bởi vì vừa ăn ngon. Wow. Vị ngọt ngọt mặn mặn, đúng chuẩn của vị Sài Gòn luôn các bạn. Rồi thịt nè các bạn, thịt thơm các bạn ơi, mà nhiều ha, chả giò cũng nhiều, làm một tô uống nao uống nần luôn. Cắn trứng mỡ luôn, củ kiệu. Củ kiệu chua ngọt ngon quá à, đúng vị mình thích luôn. Ngon, nó giòn tan, ngon. Chả giò các bạn, chả giò mà bánh tráng làm kiểu Việt Nam mình thích là bánh tráng trắng. Chả giò thơm quá. Cứ như người ta làm á, ăn nó thơm các bạn. Có nấm mèo, thịt xay, ngon, béo. Mình thích ăn cái loại bánh tráng này lắm. Ở đây nước mắm người ta làm không có mặn, nó vừa ăn, nó ngọt ngọt, mặn mặn, ăn có thể hấp được luôn á các bạn. Ủa, mình mới phát hiện mình đang ngồi lề đường mà bên kia đường là Takashimaya. Cái chỗ mà mình có giới thiệu các bạn là hôm bữa đi lên đó ăn hấp cách thủy của người Hồng Kông á, rất là ngon á. Sài Gòn Central nè. Sát bên luôn mà không biết đó. Chả giò là có nấm mèo, miếng thịt xay, cà rốt. Chú ơi, ăn được không chú? Dạ. Rồi, ăn xong rồi mình đưa các bạn đi tới địa điểm kế tiếp nha. Về Việt Nam thì mình cảm thấy mình thích ngồi như vậy nè. Tuy có hơi nguy hiểm nhưng mà đã. Hôm nay là mình đưa các bạn đi ăn cái này gọi là ăn hàng á, ăn hàng chính tông luôn. Tại biết sao, trời đang mưa mà mình thấy em ngay chỗ này bán. Ủa bé, bé lúc nào cũng bán khúc này hả? Cửa đông hả? Đúng rồi. Bán coi chuối nếp nướng, nước cốt dừa mà có nóng không? Nước cốt dừa nóng hả? Ok. Ôi ngon quá rồi, cho ăn dĩa đi bé. Ăn này xong rồi. Ủa chú ơi, chú ăn chè nếm không chú? Chú ơi, vô ăn chung cho chú ăn chung cho vui hả? Con kêu dĩa cho chú ăn, làm thêm dĩa nữa cho chị. Cái này ép chú ăn luôn. Rồi chan nước cốt dừa vô luôn. Đúng rồi đó, đeo bé này bán đưa mình thấy dễ thương nè, đeo bao tay nè. Mà nóng thiệt ha. Ủa quá nhiều vậy, bỏ nhiều dữ vậy. Nhiều quá. Ăn lấy hương lấy hoa thôi. Ôi, nước cốt dừa bốc khói luôn nè. Có đậu phộng không bác? Có luôn hả? Chết cha rồi, chú là chú no rồi. Vậy thôi em bỏ vô đem về cho chú ha. Có mình chị ở đây ăn thôi. Nước cốt dừa béo, cũng ngọt lắm, được á. Chuối thì dẻo, mà nếp á thì nó dai 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 dẻo. Mình đang ăn dưới trời mưa luôn. Ngon. Trời, bé chạy đi mua đậu phộng cho mình.
Cái nói hết rồi giờ phải chạy mua. Mình nói thôi mà bé nói không, sát bên. Mà ăn cái này phải có đậu phộng nó mới ngon. Có đậu phộng vừa ăn ngon không? Mình ngồi trước cái tiệm spa massage luôn, vừa ăn vừa ngắm mùi rơi. Chỉ có ở Việt Nam nè. Có chuối này là em làm, còn nước dừa là mẹ nấu. À, bé đang tâm sự. Bé nói mẹ chuối thì bé làm, còn nước dừa mẹ bé nấu. Thôi giờ mình ngồi ở đây sẵn mình ăn review sầu riêng ri sáo. Mời các bạn. Rồi cái muối sầu riêng ống áo ánh vàng, đẹp hết sức luôn. Nè, ăn sầu riêng đi, nhiều lắm, thiệt á. Chị mời á. Rồi. Sầu riêng ngắt ngắt vậy ta. Trời. Em đó nói sầu riêng hạt lép, mà cái hạt bự chằng văng à. Em bao hạt lép mà nó bự chằng văng à. Hạt bự ghê luôn. Mà không ngọt. Không ngon. Ăn được à. Không thơm luôn. Thơm ít xíu à. Cái này không có giống ri sáo mà mình từng ăn nha. Sao? Có ngọt không bé? Dạ, cũng hơi bột. Hơi bột hả? Vậy là muối này sai lầm đúng không? Dạ. Rồi mình ăn thử muối khác coi. Trời ơi, nó cứng ngắc á. Cái khúc này thì mềm nhưng mà ở dưới này nó bị sượng nè. Ủa mà bé tên gì vậy cưng? Tuấn. Tuấn, có đi học không? Dạ, nay còn lớp 12, tôi thích mùi, tôi thích mùi. À, vừa bán về rồi sao có thời gian đi học? Dạ, tối về học. Tối về học lớp 12 hả? Này hy vọng ngon nha, muối này á. Muối này thì ok nè, nó mềm. Muối vừa rồi nó hơi bị sượng. Khách sạn á, người ta không cho mình đem sầu riêng với lại măng cục vô. Mà cái xe đó bán chỉ hai món là măng cục với lại sầu riêng. Này lấy cái muối như này nè, nó ngọt nè. Đó, thấy không? Đó, đúng rồi đó. Muối đó ngọt đó. Để mời chú này ăn luôn nè. Ủa chú ơi. Ủa chú đâu rồi ta, định mời chú ăn sầu riêng. Chú ơi, chú. Chú ăn sầu riêng nè chú. Ăn miếng đi chú. Ăn muối đi mà. Ăn muối lấy thảo nè. Nè ăn đi chú. Ăn cục bự đi chú. Cục bự đi mà. Năn nỉ. Dạ. Dạ mời chú. Dạ. Dẹp xử hết nguyên cái hộp luôn các bạn. Ba người mình, bé bé Tuấn với lại chú taxi. Chú taxi núp rồi. Núp ở sau cái cây á. Núp mưa. Con hay chị đi làm. Ồ. Bé nói là một ngày là bé bán khoảng 40 trái là nhiều. Chứ cái lúc nào mình bán nhiều nhất? Dạ, mùa hè. Mùa hè, bây giờ mùa hè mà. Dạ, giờ mới bắt đầu thôi. Mới bắt đầu hè, vô hè rồi mới bán được. Bé tên Tuấn, giúp cha mẹ đi bán. Nhưng mà giờ chuối chưa có về ghe là không có chú không bán. Ồ. Có chú ép á, là chú không có bột nếp, ép ra nó ngọt hơn. À, vậy thường thường là bé bán gì? Bé hai thứ là chú nếp với lại chú không có nếp. À, nhưng mà bây giờ không có. Thì bé bán là chuối nếp nướng rồi ăn với nước cốt dừa. Bé bán ngay chỗ cái đường Lê Lợi với lại từ ngày Phong Bội Châu. Đó, bán chung với lại cái xe nước mía. Nhưng mà thường thường bé bán đây bao lâu nè? Từ mấy giờ? Mười hai giờ tới sáu bây giờ tối mà bán được có 40 trái rồi hả? Trời ơi, thấy thương vậy. Rồi thí dụ mình bán một phần như vậy là mấy trái? Phần là hai trái. Hai trái sau nãy cắt cho chị nhiều dữ vậy? Có hai trái rưỡi. Hai trái rưỡi mà cắt chi nhiều dữ vậy? Rồi bán một phần vậy là bao nhiêu? 30 ngàn. À. Trời ơi, thấy thương quá. À. Rồi ok, hơi tính tiền ha. Rồi chúc bé buôn may bán đắt nha.
Bye bye. Các bạn ơi, đáng lẽ đưa tính đưa các bạn đi ăn xôi gà nữa. Xôi gà ta của một cô này bán ở trên cái gánh đó, mà hôm nay không biết làm sao cổ không bán nữa. Chắc có thể là trời mưa cổ không bán hay là cổ bán hết thì sao mình không biết. Nhưng mà cái gánh xôi gà của cô có lòng gà ngon lắm. Rồi mình định đưa các bạn đi tới ăn cháo lòng, nhưng mà cháo lòng người ta đã chưa có mở cửa, 7-8 giờ tối mới mở cửa rồi. Mình gọi một tô đặc biệt cháo lòng tại vì có chị này bán cháo lòng. Ôi ôi quá trời luôn. Mình đem đi mình đầy quá nó tràn. Đó, cái này là mua cho chú tài xế của mình. Tại vì bây giờ là mình quất đủ thứ nãy giờ no rồi đó, cho nên là mua cho chú. Trời trời mưa quá trời luôn nè, giờ ngồi ăn cháo lòng là tuyệt vời luôn á các bạn. Tính đi lại review cháo lòng của mấy bạn mà hay review á, mình thấy cái nồi cháo lòng trong một cái hố nhìn rất là ngon. Nhưng mà chỗ của chị này á là không có ghế ngồi luôn, tại vì cổ đi ở ngoài đường vậy nè, chạy cái xe như vậy nè, cho nên mình không có ngồi ăn được. Mình mua lỡ mình chú gọi cho mình nói thôi con tặng cho chú. Gọi cho chú. Dạ, trời ơi, cái nón mình lo nói chuyện làm rớt, chỉ lụm lên là nhìn cho mình. Rồi, chúc chị muôn bay mắn đắt nha. Hai chị. Đây là Thảo Cầm Viên nè. Mà bây giờ còn ai đi nữa không chú? Còn chứ, là dạ. Vô, đi rồi. Tối 9 giờ mới đóng cửa. À, cái này là phải cái gì, có một cái tiệm bán gỏi khô bò đu đủ như chỗ Thảo Cầm Viên không chú? Chắc chủ không nhớ đâu. Công viên Lê Văn Tám chắc khác nữa ha. Trời ơi, chú nhiệt tình dễ sợ luôn. Mà nói nghe nè các bạn ơi, chú nhiệt tình lắm. Để có gì mình xin số điện thoại. Ai mà về mà thích đi vòng vòng giống như KT nè, gọi cho chú. Chú đọc số điện thoại chú đi. 079 gửi gì nữa chú? 308 4966 4966. Đó, ai mà thích đi gì gọi chú. Chứ lại chú chở đi chưa, nhiệt tình lắm. Chú tên là Hoàng, chú Hoàng. Chú hỏi muốn ăn khô bò đu đủ ở công viên Lê Văn Tám không, chú chở lại. Mà bây giờ cho mình nghỉ mệt chút, cho bao tử nghỉ chút rồi mình đi mình ăn tiếp. Trời mưa nó dơ nhưng mà nó mát hả chú? Dạ đúng rồi. Đây là nhà thờ Đức Bà, lần đầu tiên mình tới. Ủa, đang bị gì vậy chú? Đang sửa, nó lợp ngói rồi. Ngói đỏ từ bên Pháp đem về xây. À, những cái ngói đỏ phải đem từ bên Pháp về mới gia công được. Dạ. Chú nói là đem từ bên Pháp về mấy ngói đỏ. Còn đây là bưu điện thành phố. Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên mình nói thiệt, lần đầu tiên mình đi tới nhà thờ Đức Bà và bưu điện thành phố nha các bạn. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình luôn á. Là mình chưa bao giờ ghé ở đây á. Nhờ có chú mà mình mới ghé tới đó. Cảm ơn chú nhiều lắm nha. Trời vừa mới mưa, giờ sau cơn mưa trời lại sáng. Các bạn nghe câu đó giờ đúng thiệt luôn. Giờ quang cảnh rất là đẹp, thanh bình, mát mẻ mà sáng trưng luôn. Mặc dù bây giờ là nè có đồng hồ nè, 4:35 chiều. Mình chạy ngang thấy cái chỗ này Uniqlo là cái chỗ mà có nhiều bạn hỏi mình, nhiều cô luôn hỏi cái chi là áo chống nắng mũ đầu là trong đây nha các bạn. Thì các bạn ơi, ở bên Mỹ cũng có hiệu này, và các bạn đi châu Á ở đâu mình thấy cũng có hiệu này, nó nổi tiếng lắm. Trong đây là chuyên về áo chống nắng á. Bữa cái áo của mình để đâu rồi mình tìm hoài không ra, giờ mình phải vô mua cái áo khác nè. Cái áo màu vàng nhìn cưng hết sức không, chắc mình mua cái áo này. Cái áo trắng của mình bị đau mất rồi, tìm hoài không ra. Mà cái vải này khác vải cơm bữa Katy mua, mà cái nó chuyên về chống nắng luôn các bạn. Mua màu này mặc nổi nhất luôn á. Một cái này thì giá là, cái này là 799 ngàn, tương đương với lại bao nhiêu đô. Để cái gì mình để cho màn hình cho các bạn nha. Mình mua rồi mình mặc liền luôn các bạn ơi. Cái này nó khác với cái mà mình hay mặc, tại vì nó chống nắng và nó chống mưa thấm nước. Nhưng mà lất phất thôi, bé nói là thấm mưa mà mưa lất phất, còn mưa nhiều là nó sẽ ướt. Còn cái loại vải mà Katy hay mua là loại này ha. Loại này á, là nó mát, tức là mình đi nắng nó không có bị nóng, tại vì nó thoáng mát đó. Nhưng mà mình mới bị mất rồi, giờ mình mua cái này mình mặc rồi sao. Nếu mà không thích thì mình sẽ đi mua cái loại cũ mà Katy hay mặc. Giờ mình đi tiếp nha. Đây là khách sạn New World, chú nói lớn nhất ở đây. Mình chưa ở đây bao giờ, có bạn nào thích khách sạn này không review giúp mình Katy nha.
tại mình cũng có đọc về khách sạn này và có nhìn hình. Nhưng mà khách sạn kế tiếp mình sẽ book khách sạn 5 sao mà mình book khách sạn khác rồi các bạn. Cái khách sạn mà mình book là có bạn nào chia sẻ mình quên tên rồi. Cho nên là mình hủy cái khách sạn mình book trước đó. Trước đó là mình book khách sạn Rex, nhưng mà bạn đó nói là nên ở khách sạn gì là Bella, cho nên mình hủy mình book khách sạn đó. Còn nếu mà bạn nào nói khách sạn review dùm cho mình này, nếu mà được cái lần sau mình book. Còn đây là số điện thoại của chú Hoàng xe ôm đó, chú viết cho mình luôn nè, để cho các bạn nào mà có nhu cầu. Tại vì mình sợ hồi nãy mình đọc các bạn nghe không rõ cho nên chú viết cho mình, thấy thương ghê. Đó, cái trước mặt mình là cái gì vậy ta? Building gì đó? Đây là bến tàu Sài Gòn. Chú chở mình ra cho mình coi cho mình biết. Đi qua bến Nhà Rồng. Dạ. Yeah. Bến tàu bè đi khắp nơi luôn. À. Đó, đây là tàu. Cảng là đó, tàu biển thấy không? Ga yeah. Hành khách tàu biển. Ga hành khách tàu biển cảng Sài Gòn. Sài Gòn Boat. Vậy là chắc chỗ này người ta đi thuyền, du thuyền á các bạn. Đây nè, mình thấy có cruise kìa. Đi đó. Vòng vòng trên sông lặn ăn uống rồi đó, ban đêm mới có một tiếng nữa rồi đi á, 6 giờ nó đi á. Đi xa lắm, đi qua Thanh Ba, Củ Chi, Bình Quế rồi đó con. À, dạ. Có một điều các bạn lưu ý là đừng có dùng điện thoại vừa đi vừa quay như KT nha, rất là nguy hiểm. Tại vì mình quay chia sẻ các bạn cho nên mình chấp nhận rủi ro. Chứ mà đừng có bắt chước KT quay về nguy hiểm lắm á. Vậy ví dụ mà giật điện thoại á, mình là mình liều lắm. Đây là bến Bạch Đằng nha các bạn, nơi bán vé tàu cao tốc Sài Gòn Vũng Tàu. À, từ đây mình đi cái tàu ra Vũng Tàu là bao xa chú? Đi cỡ 2 tiếng là tới. Ủa xa dữ vậy hả? Còn nếu mình lái xe giống như chú? Lái xe thì khoảng cũng cỡ 2 tiếng. Ủa vậy luôn hả? Cũng 2 tiếng hả? Đây là nơi bán vé tàu. Tưởng đi tàu thì sẽ nhanh hơn mà. Đã nói tàu cao tốc tưởng nhanh hơn. Rồi bây giờ là mình chuẩn bị qua tàu Thủ Thiêm. Qua cầu Thủ Thiêm rồi con nhớ rồi, cái này hồi lúc trước là bà bán phở cứ chở mình đi, hai đứa ngồi ăn khô mực nè, cầu Thủ Thiêm á. Cầu Thủ Thiêm, đây là cầu Thủ Thiêm mới xây xong và bắt qua quận 2. Mình đi xuống qua bên kia cầu là thành quận 2 nha các bạn. Hiện tại mình đang ở quận 1 mà qua cây cầu là thành quận 2. Đây là chợ lớn nè, chợ Bình Tây. Chợ Bình Tây. Hồi trước mình có quay đây chia sẻ các bạn rồi mà lúc đó nóng chằng chang. Ồ, khô cá sặc kìa các bạn. Còn tôm khô quá trời quá đất luôn. Ôi. Chợ Bình Tây chợ là chợ lớn á các bạn. Người ta chuyên bán như là khô đó, khô mực, tôm khô, khô cá sặc đó, kiểu vậy đó. Đủ loại khô hết. Bữa nay là mình đưa các bạn đi từ chợ Bến Thành qua chợ Bình Tây. Là chợ lớn quận 5 nha các bạn. Tức là từ quận 1 qua quận 5 luôn á. Đây là chợ Kim Biên, chuyên bán đồ hóa chất như là xà bông cục, rồi thuốc tẩy. Thuốc tẩy đúng rồi, bột giặt. Bột giặt. Chợ Kim Biên cũng nổi tiếng lắm á. Quận 5 nha các bạn. Còn đây là bến Bình Đông, nơi mà ở dưới miền Tây đem cam bút chuối giống như trái cây ở dưới vùng đồng cứ đem ở dưới quê lên bán. Đây các bạn, đây là dịch quay Vĩnh Phong nè, đông nghẹt à. Trời ơi, quá trời quá đất. Nguyên con dịch thì 350, còn mua 1/4 là 90.000. Đứng xa xa về quay cho các bạn để chia sẻ các bạn biết sao không? Tại vì mình đứng gần mình quay mấy con dịch đó là cái bị đánh bản quyền nhân đạo. Nhưng mà vịt quay Vĩnh Phong ở đây rất là nổi tiếng nha. Ở quận 5 có gì mình để địa chỉ trên màn hình cho các bạn ha. Rồi, bây giờ mình ăn mình review tại chỗ. Mình xin mượn người ta cái ghế tại chỗ. Ơi đây 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 nè. Đây cái tiệm nè, người ta có địa chỉ trên đây nè các bạn thấy không? Wow, có 3 tiệm luôn. Có dưa leo nữa các bạn. Đây, cho dưa leo nữa.
rồi người ta cho chén sốt luôn. Cái này ăn với cơm mới ngon lắm, hay ăn bánh mì mà giờ mình thấy ăn với cơm ngon hơn, tự nhiên thấy thèm cơm quá. Ôi nguyên cái đùi vịt luôn. Đây nè, ôi bóng mượt không các bạn ơi. Hôm nay là đưa các bạn đi ăn vịt quay nè. Vịt quay Vĩnh Phong nổi tiếng, một thời làm mưa làm gió mà bây giờ cũng đông lắm nha. Coi nè. Rồi mình mời các bạn nha. Ôi cái thịt vịt nè các bạn. Mời các bạn. Trời cái da nó giòn lắm bạn ơi, nó béo, thơm lắm, không có nghe mùi lông vịt gì luôn á. Cái thịt vịt người ta làm ngon quá à. Nó thơm mà nó không có bị khô, thơm. Cái này chơi đỉnh viền lắm á. Mắt tươm nha, chú ăn đi chú, đừng mắc cỡ chú. Ôi là một hộp cho chú ăn. Chấm thử cái nước sốt này. Cái này là chim chập. Ngon, đậm đà ghê lắm. Nếu mà 5 điểm thì mình cho 4.75. Lúc trước mình còn nhỏ ở Hóc Môn á, có một tiệm làm thịt quay rất là ngon, mình không nhớ tên, làm thịt quay đó là 5 điểm luôn á, 5 sao luôn á. Ở đây á nó thua 25 điểm. Giờ cao điểm á đông nghẹt luôn, đứng thứ hàng nghe nói là 1 tiếng đồng hồ mới mua được á các bạn. Các bạn, nếu mà bạn ăn vịt quay, bạn thấy chỗ nào ngon hơn đúng không? Bạn chia sẻ cho chị với nha. Tại vì mình là rất là thích ăn vịt quay. Các bạn ơi, và hồi nãy mình ăn vịt quay xong á, mình nhờ chú chở mình qua đây, mà mình nói thiệt, mình thú thiệt là mình bye bye với các bạn từ hồi lúc ăn chè, chú nướng nếp nướng, rồi ăn vịt quay mình cũng bye bye hết, lần nữa là 2 lần. Tại vì lần nào trời mưa xong mình cũng bye, ai ngờ đi tiếp. Thì hôm bữa mình định là qua ăn đậu hũ nóng của Thủy, mà ở ngay chỗ phố Bùi Viện này là phố đi bộ Bùi Viện đi bộ ra đây nè các bạn. Thì bữa mình đi hết lần đợt trước là tháng 2 á, cổ đóng cửa tại vì bán hết, cổ mở tới 7 giờ là hết à. Cái sẵn trên đường về mình nói hơi tạt gan còn thì mình ăn review luôn, ai ngờ còn thiệt. Đậu hũ nóng cô Thủy, em ơi cho chị một chén nha. Ăn ở đây chén 12.000, còn ly nhỏ đem đi 12.000, ly lớn 17.000. Ôi ngon quá. Múc thêm nữa, ôi dễ thương quá vậy. Nhìn cái miếng cốt dừa ngon quá chừng. Rồi, cảm ơn bé. Rồi vô đây là đó, mỗi người cái ghế gì nè ngồi ăn. Đây đậu hũ chân trâu ha, rồi nước cốt dừa, lạ không các bạn? Mấy cái món này là bây giờ người ta mới làm, chứ hồi xưa còn nhỏ là đâu có học chân trâu, chỉ có đậu hũ nước cốt đường thôi với lại nước cốt dừa thôi. Mời các bạn nha. Béo ngon quá hả, mà không có ngọt lắm. Wow, ngon. Cái này ăn 2 chén thì có lý á, chứ mà ăn 5 chén thì hơi nhiều. Ngon quá hả. Cái hạt chân trâu á người ta nấu cái dẻo à, ngon dai, mà mình thích là cái nước đường mà có gừng á, không có ngọt lắm, hơi ngọt thôi à. Cái nước cốt dừa thì hơi béo. Đậu hũ thì nó tan trong miệng, có lý, ngon các bạn. Cái này mình cho 4.75 trên 5 sao, tại vì mình ước gì cái nước cốt dừa nó béo hơn chút nữa. Nhưng mà ngon nha. Chú Hoàng không vô nên mình mua cho chú ly lớn cho chú ăn, không biết chú ăn nổi không chứ.
mình đem, hôm nay mình mua đồ ăn cho chú cũng nhiều lắm, nhét đầy xe luôn. Buổi tối ở chỗ này bán chè, mình không biết ai là cô Thủy, nhưng mà bán chè mình thấy bán đậu hũ vậy thôi mà đắt dễ sợ đắt luôn. Chính vì làm không ngọt cho nên là người ta ăn một lần đó, hai chén là chuyện nhỏ đó, hai bé đó ngồi sau mình là hết hai chén rồi. Wow, bây giờ ta càng ngày càng vô càng đông. Hôm nay có thể trời mưa cho nên người ta thích ăn nóng nóng nhiều. Cái này là ai? Cái này là cái gì vậy? Ồ, là thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh hai tờ. Rồi con tặng cho ông hai tờ này. Ông đừng bán nha. Cái này là chúc ông may mắn. Rồi con tặng hết cho ông luôn. Ông nhớ mua đồ ăn nha. Dạ, em chào ông. Dạ. Dạ biết, con mới ở Nha Trang về nè. Nha Trang là gốc Bà Trẻ, còn gốc Tú là Phú Nhân Bà Trẻ. Ờ, Phú gì chú? Phú Nhân là ngoài Vĩnh Đô ấy. Dạ, cũng là Nha Trang hả chú hả? Nha Trang. Nhưng mà nhớ mua đồ ăn ăn nha. Cảm ơn. Dạ. Chú nhiều may mắn nha, đừng bán hai tờ này ha. Dạ, cất ra là mai không chừng đâu mình trúng mà. Các bạn biết không? Đợt rồi mình đi Phan Thiết, tức là khoảng 2 tháng trước mình đi, mình vô trong chợ mình có ăn sẵn đây, mình gặp chú bán vé số, mình tâm sự, mình ăn bánh xèo, xong rồi mình lấy là tiền thối là 4.000, mình nhớ là như vậy. Rồi có bạn nói mình là tại sao có 4.000, cũng thấy lấy lại, mình không biết là mình nên khiếp luôn. Tại vì thật sự mà nói, khi mà mình đi ra đường mình thấy những cô chú bán hàng rong hay bán vé số thì mình cho nhiều, cũng như vài trăm ngàn là chuyện nhỏ thôi với mình. Nhưng mà khi mà những anh chị em cô chú mà có tiệm á, có sạp và bán buôn, giống như là nhìn là biết giàu hơn mình rồi. Mình nói thiệt, cho nên là mình không có nghĩ tới là mình kiếp. Rồi sau này mình mới để ý, khi mà bạn đó nói là có 4.000 mà cũng lấy, mình mới để ý. Thì cũng cảm ơn bạn nhắc nhở mình. Nhưng mà theo bạn thì những anh chị em cô chú mà bán ngoài sạp mà có tiệm nữa thì mình có nên giúp người ta không? Thì có gì để dưới phần bình luận giúp Katie nha. Nhưng mà qua video này Katie nói, Katie muốn nhắc lại các bạn là các bạn xem video Katie để mà tham khảo, thư giãn chơi thôi. Còn ăn ngoài đường như vậy mình cũng sợ các bạn bị đau bụng. Tuy là mình không bị đau bụng, bụng mình chắc lắm. Mình không có khuyến khích các bạn đi ăn ngoài lề đường. Nhưng mà mình video kế tiếp mình sẽ cố gắng khi mình về Sài Gòn lại, mình sẽ quay chia sẻ các bạn là mình đi ăn những nhà hàng như buffet, hay là bạn có những nơi nào cứ để dưới phần bình luận, mình sẽ cố gắng đi quay nhanh nhất có thể. Và bây giờ mình mến chúc tất cả các anh chị em vui, chú có một ngày vui, ăn lành và hạnh phúc nha. Nếu thích video này nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Phải công nhận gương mặt có sáng sủa hài hòa hay không thì cũng cần phải có một cặp chân mày đẹp hợp với gương mặt của mình. Chân mày cũng giúp mình tỏa sáng. Ngày trước mình đi xăm chân mày lỡ bị trổ xanh và đỏ, đi sửa nhiều lần nhưng không được. May sao mình biết được em Kelly Hà, chuyên gia phun xăm thẩm mỹ, thế là mình đến làm liền, làm xong vô cùng hài lòng. Kelly Hà là địa chỉ thẩm mỹ uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, luôn đón đầu các xu hướng thẩm mỹ hiện đại với kỹ thuật mới, với các dịch vụ làm đẹp như phun môi, phun lông mày, phun mí, sửa lông mày, chỗ xanh, chỗ đỏ. Với mục tiêu luôn hướng tới vẻ đẹp tự nhiên một cách hoàn hảo, Kelly Hà mang đến cho khách với cam kết không đau, không sưng, không kích ứng và không chảy máu, an toàn tuyệt đối, màu mực tự nhiên, bền đẹp theo thời gian, không cần kiêng khem, đẹp ngay sau khi làm, đặc biệt có giảm giá từ 50 cho tới 100 đô tùy từng dịch vụ, đặt lịch ngay để nhận được ưu đãi và tận hưởng các dịch vụ tốt nha. Nếu mà được, bạn nào có nhu cầu, nhất là mùa lễ này nè, mà mua một món quà ý nghĩa tặng cho ông bà, cô chú, hay là cha mẹ, hay là vợ, người yêu, đó là Katy thấy hắc nhân sâm mà Katy đang uống rồi các bạn ơi. Mỗi ngày Katy uống một ly buổi sáng để cho nó giúp cơ thể của mình. Mình mà không uống là các bạn thấy người mình nó mệt mỏi lắm. Bây giờ mình uống xong thì mình cảm thấy mình có năng lượng để mình làm hơn. Nhất là những bạn mà làm nail, làm tóc mà ham làm quá mà làm biến ăn á, thì làm ly như thế này nè các bạn, pha sâm với là mật ong uống. Sâm này rất là tốt nha các bạn. Mình đã thử qua và mình thí nghiệm cho các bạn mấy tháng nay rồi, cho nên mình mới dám giới thiệu và mình mới đem về tiệm bán. Thì nếu như mà bạn ở Mỹ, tiệm có ship xuyên bang toàn nước Mỹ, free ship nếu bạn mua minimum là 299, hiện tại đang có giảm giá. Một cái hũ sâm như thế này bình thường nếu mà bạn mua trên Amazon là 499, nhưng mà đang giảm giá ở tiệm tạp hóa 7 Bosa là 299, được free ship cái hộp này. Còn nếu mà bạn nào ở Canada, ở châu Úc, châu Á, ở Việt Nam đi, bạn muốn ship
thì cũng có ship luôn nha các bạn. Thì bạn gọi số phone khác dùm Katie, đó là ở tiệm vàng PJ Jewelry ở trong chợ Lucky Seafood á, bạn gọi vào thì người ta sẽ ship ra ngoài nước Mỹ. Các bạn có thể gọi vào là người ta sẽ ship cho các bạn. Cái giảm giá này rất là nhiều, tại vì sau lễ này là công ty sẽ không còn giảm giá này nữa. Cho nên là nếu mà bạn thấy có nhu cầu mua cho cha mẹ đi, cha mẹ mình đau nhất, người lớn ta hay bị đau nhất xương khớp, đau nhất và mệt mỏi và không thấy có năng lượng á, mình nên mua mình tặng cho cha mẹ, ông bà, cô chú. Và các bạn ơi, sâm cho trẻ em cũng về rồi nè các bạn ơi. Trong thành phần của sâm trẻ em là có nhung hương New Zealand, hồng sâm cô đặc 6 năm tuổi, có thịt gà, heo, thịt bò, tôm, cua, hào, bào ngư, chai, sữa, cà chua, đậu nành, lúa mì. Công dụng là giúp phát triển trí não, giảm tăng căng thẳng và tăng khả năng tập trung cho trẻ em. Và giúp cho trẻ em hấp thụ canxi, tăng trưởng chiều cao, ngăn ngừa các bệnh về xương khớp. Và mình rất là thích đó là gì? Đó là tăng chiều cao đó các bạn ơi. Và ở trong đây cũng giúp cho trẻ em được tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng, hạn chế tình trạng cảm cúm và cũng là sổ mũi ở trẻ em nữa. Rồi cải thiện tình trạng biếng ăn, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng cho bé và giúp cho bé ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa, ngăn ngừa chứng khó tiêu, làm thanh lọc và giải độc gan cho bé. Thì thường giá gốc là 160 đô, nay giảm xuống còn 120 đô cho mùa lễ này nha các bạn. Sâm này đang rất là hot luôn á, cho nên là rất là nhiều cha mẹ mua cho con của mình, giúp cho các bé giảm căng thẳng và giúp cho phát triển trí não và hấp thụ canxi và nhất là tăng trưởng chiều cao á các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Nếu mà được thì mua ủng hộ Katie nha. Xin thông cảm cho Katie là mình làm kinh doanh, kênh của mình là chia sẻ nấu ăn, chia sẻ đó đây, tin tức giống như cuộc sống của anh ta và review nhà hàng. Nhưng mà mình cũng có kinh doanh, cho nên là thông cảm cho Katie là đôi lúc Katie chia sẻ gì và những món hàng mà đang giảm giá ở tiệm á, thì thông cảm cho Katie nha. Nếu mà có nhu cầu thì mua ủng hộ Katie, còn nếu không thì bỏ qua giùm Katie, đừng có la Katie nha. Thì mình kinh doanh cho nên là mình sẽ giới thiệu những gì mà mình đang buôn bán nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, mến chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Tiệm trang sức PJ Jewelry nằm trên lầu 2 của Phước Lộc Thọ tại Bosa có những chương trình giảm giá cho tất cả các sản phẩm từ 50-65%. Kim cương US 1 1 carat giá thường là 900, nay giảm còn 450 đô. Kim cương chiếu lấp lánh y như kim cương thiên nhiên và có certificate như GIA kim cương. Những trang sức bạc Italy giảm 65%. Những vòng trầm hương 108 hạt loại thiên nhiên giá thường 900, nay giảm còn 300. Trầm hương được xem là tinh hoa mẹ thiên nhiên dành tặng cho nhân loại và còn là đại diện cho một tâm hồn hướng thiện, ái và an yên giữa cuộc sống đầy thách thức. Thật không khó để thấy rằng đeo trầm hương 108 hạt có ý nghĩa vô cùng tích cực, tác động đến đời sống con người. Lễ sắp đến mà không biết mua gì tặng cho cha nè, cho mẹ, cho vợ hay người yêu, bạn có thể ghé tiệm PJ Jewelry để tham khảo. Hiện tại tiệm có free ship toàn nước Mỹ. Nếu bạn ở gần khu Bosa hãy ghé tiệm nằm trên Phước Lộc Thọ tầng 2 trên lầu nha, hay gọi 714-726-9911. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Katie trong những thời gian qua. Mến chúc tất cả các anh chị em cô chú có một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu thích video này nhớ bấm nút like ủng hộ kênh Katie nha. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.